rồi các anh chị ơi à, cho tôi hỏi là trong những ngày vừa qua đúng không ạ à, có bao trong số các anh chị ở đây là chúng ta vẫn duy trì cái thói quen là trước khi đi ngủ chúng ta cầm cái hòn đá nhiệm màu trên tay để, để mà mình có thể là ghi nhận lại những cái điều tốt đẹp những cái thành công đã đến cũng như diễn ra trong một ngày của mình từ buổi sáng tới chiều trưa chiều tối khuya thì các anh chị comment tôi giờ. Các anh chị nhớ thói quen này anh chị nha và chúng ta phải duy trì thói quen này mỗi ngày. Bởi vì đây là thói quen của những người thành công đó anh chị. Để mà mình có thể nuôi dưỡng thành công và làm cho giờ à? thành công sẽ nói tiếp thành công. Mình cần phải ghi nhận những cái điều tốt đẹp ờ, mình có mà mình nhận được anh chị trong cuộc sống. Được không ạ? À? Và chúng ta khi mà chúng ta ghi nhận xong rồi mình sẽ gì ạ? À? Mình biết ơn. Mình ghi nhận xong thì mình mới biết ơn được anh chị. Thay vì là buổi tối trước khi đi ngủ á. Mình hay có cái thói quen là hay suy nghĩ về những cái điều gì à? À, Những cái điều mà không có tích cực anh chị. Những cái điều mà mình không có làm được trong cuộc sống. Nó khiến cho mình không có được vui. Nó khiến cho mình không có hạnh phúc. Trước khi mình đi ngủ anh chị nha. Nếu mà. Nếu mình đi ngủ anh chị mà trong cái tâm trạng không vui. Ấy và không hạnh phúc ấy. Thì cái giấc ngủ của mình thường nó sẽ ngủ. Không có ngon anh chị. Thậm chí là mình ngủ mình còn gặp ác mộng nữa. Và sáng mình dậy anh chị sáng mình dậy ra thì cái cơ thể của mình nó sẽ không có được khỏe và cái điều đặc biệt anh chị nha là tâm trạng của mình là không có được tốt được mà mà tâm trạng của mình không được tốt thì tinh thần mình cũng không được tốt thì suy ra sức khỏe mình nó cũng sẽ không được tốt anh chị được mà suy ra sức khỏe mình cũng không được tốt anh chị nha à, và cũng không có năng lượng để mà mình gì à? mình làm việc luôn nên là mình sẽ không có một cái gì à? mình sẽ không có hành động mạnh mẽ đâu à. và khi mà mình không hành động mạnh mẽ thì sao anh chị nó sẽ không giúp cho mình tạo ra kết quả nên là thành ra anh chị các anh chị hãy luôn luôn giờ rèn luyện thói quen ờ, cầm hòn đá nhiều màu và giờ bắt đầu nhớ là những cái uh, nhớ lại mình chọn một cái điều tuyệt vời nhất anh chị nha uh, mình chọn ra cái điều tuyệt vời nhất trong giờ trong trong một ngày và sau đó mình bắt đầu ghi nhận và mình biết ơn nha anh chị chúng ta hãy rèn luyện cái thói quen là giờ trước khi đi ngủ thì cần cầm phải họ cầm hòn đá nhiệm màu bên trong. À, nếu có một hôm nào đó mà mình không có nhớ anh chị thì sang ngày hôm sau anh chị nha. À, chúng ta phải làm lại. Được anh chị ơi. À, tối trước khi đi ngủ thì chúng ta hãy rèn luyện cho mình cái thói quen mới này. À, các anh chị biết rằng là năng lượng thì mới tạo ra ngân lượng nên là làm sao chúng ta có thể nuôi dưỡng ở bên trong của mình và giúp cho bản thân của mình luôn ở trong trạng thái năng lượng đỉnh cao mỗi ngày từ sáng cho tới khuya để mà mình có được cái mức năng lượng đỉnh cao mỗi ngày anh chị nha thì chúng ta cần phải rèn luyện được không ạ chúng ta cần phải rèn luyện cái lòng biết ơn nó sẽ giúp cho chúng ta gì ạ giúp cho các anh chị có được cái mức năng lượng đỉnh cao từ sáng tới khuya được không ạ rồi với gì nữa anh chị hôm qua chúng ta đã vừa đi qua cái ngày số 19 đúng không ạ là bước chân nhiệm màu rồi thì cho tôi hỏi anh chị nào trong ngày hôm nay mình đã thực hành mình đã thực hành rồi à, thực hành 100 bước à, chăm bước anh chị nha. Trong vòng trong vòng 90 giây anh chị nào cảm nhận được khi mà mình ứng dụng bước chân nhịp màu thì cái cảm xúc bên trong của mình nó như thế nào ạ? À, à anh chị nào mình mình có thể chia sẻ mình comment lên khung chat cái cảm cái cảm xúc của mình khi mà mình thực hành ứng dụng cái bước chân nhịp màu ạ. À? À, các anh chị hãy comment lên khung chat nha. Hạnh phúc đúng không ạ? À? Bình an anh chị. Vui vẻ Đủ đầy Yêu thương, biết ơn Nhẹ nhàng anh chị nhỉ Ngày xưa á, Mình tưởng đâu hạnh phúc là Mình phải có nhiều tiền Mình phải có cái nhà Mình phải có cái xe Thì mình mới về hạnh phúc được Nhưng mà ai về bây giờ thì sao anh chị Chỉ cần trong từng bước chân Mà mình tập trung thôi Mình biết ơn thôi anh chị Là mình cũng về đã hạnh phúc rồi anh chị nha hạnh phúc ấy anh chị nên nhớ là hạnh phúc ấy là được thiết kế cho hiện tại chứ không phải là thiết kế cho tương lai đâu ạ hạnh phúc ấy, anh chị là một cái cảm xúc mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng nó là một thói quen mà chứ nó không phải là cái đích đến anh chị nha hạnh phúc cũng là một cái hành trình đó anh chị thành công là một hành trình không phải đích đến và hạnh phúc cũng như vậy hạnh phúc là một cái hành trình không phải là đích đến đâu ạ cho nên là ở trên cái hành trình đó mỗi ngày các anh chị mong muốn là mình giờ dạ, thịnh vượng mình thành công mình vui vẻ mình hạnh phúc vậy thì ngay từ bây giờ anh chị mình phải bắt đầu giờ dạ, nuôi dưỡng cái cảm xúc đó ngay từ cái thời điểm này thì sau này khi mà mình giờ dạ, mình càng mình càng thịnh vượng hơn mình càng thành công hơn thì sao thì mình lại càng hạnh phúc hơn cái hạnh phúc nó ngày càng to lớn ra anh chị chứ không phải là mình đỡ anh khi mình thành công mình thịnh vượng rồi mình mới hạnh phúc anh chị mà chỉ cần chúng ta nuôi dưỡng cái gì dạ, cái cái cảm xúc đó là mình giờ trên cái hành trình mình đi mình nuôi dưỡng gì ạ ờ, thịnh vượng nha, sự bình an nè biết ơn nè hạnh phúc nha, thành công nè vui vẻ nè anh chị Mình bắt đầu mình nuôi dưỡng những cái điều đó ngay từ bây giờ thì khi mà sau này mình càng ngày càng thành công hơn anh chị hai thì cái hạnh phúc của mình nó cũng sẽ ngày càng to lớn và nó càng lớn dần ra được không ạ à? ờ, mình càng thành công thì mình càng hạnh phúc thì niềm vui của mình nó lại càng lớn anh chị đúng không ạ? À? Nên là có một cái câu nói của ngài Jim Rohn có nói anh chị là dạ hãy học cách biết ơn tất cả những gì mình đang có trong khi theo đuổi những điều mình mơ ước nên là chúng ta hãy nuôi dưỡng cái niềm vui và hạnh phúc ngay trong thời điểm hiện tại anh chị nha bằng cách mình sống trong lòng biết ơn đúng không ạ? À? Khi mà mình biết ơn những cái gì mình đang có anh chị thì mình đi trên cái hành trình ấy cái hành trình đó nó sẽ đủ đầy, nó sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Mình sẽ gặp rất là nhiều những cái quý nhân phù trợ. Hỗ trợ cũng giúp đỡ cho mình trên cái hành trình mình thực hiện mục tiêu của mình. Hoặc là bây giờ mình lựa chọn mình đi trên cái hành trình mình đã có, mình không có lòng biết ơn. Mình không có vui vẻ, mình không có hạnh phúc, mình không có năng lượng và cũng không ai muốn ở bên cạnh mình. Tại vì sao anh chị? Tại vì mỗi lần mình gặp mình là gì? Mình toàn than không à? À, thì mỗi lần mình cứ than hoài Thì người ta không có một tí năng lượng nào hết Thì đâu ai dám bên cạnh mình đâu anh chị Quý nhân cũng chạy mất tiêu à Không có dám hỗ trợ mình đâu anh chị Bởi vì sao Bởi vì hỗ trợ nhưng mà lúc nào người đó cũng cảm thấy không đủ Cho tôi hỏi các anh chị có muốn hỗ trợ một ai đó mà Mình hỗ trợ rất là đủ đầy Rất là nhiều mà Nhưng mà cứ hỏi có chuyện cái là họ là nói mình không hỗ trợ họ Họ nói mình không giúp đỡ họ Các anh chị có muốn hỗ trợ một người như vậy không à hay các anh chị muốn uh, hỗ trợ một người mà người ta có lòng biết ơn. Là đối với người ta gì ạ? Trời ơi, các anh chị chỉ cần gì vậy? Cho họ gì vậy? Uh, một cái sự chia sẻ với họ thôi. Họ mang ơn chúng ta chọn đời anh chị. Còn có nhiều người khi mà mình giúp họ anh chị, mình giúp họ thì sao? Lúc nào họ cũng cảm thấy là gì ạ? Tôi mà chưa thành công là do cái người này. Tôi mà chưa có kết quả là do cái người kia. Tôi như này như nọ thì đó những cái con người gì? sống trong cái gì à? là không có biết ơn à, đúng rồi chúng ta phải hỗ trợ gì ạ? À? người họ sống trên cái hành trình họ chọn cái hành trình đi chính họ sống trong cái lòng biết ơn nên là tùy theo sự lựa chọn của mình anh chị nha các anh chị lựa chọn ở trên cái hành trình của mình ấy mình sống trong cái cuộc đời này anh chị là cái hành trình hạnh phúc luôn luôn tràn ngập gì ạ? À? À, năng lượng vui vẻ biết ơn đủ đầy những món hệ xung quanh của mình ấy, anh chị thì sẽ cực kỳ hòa hợp luôn Và mình gặp rất là nhiều quý nhân phù trợ Có rất là nhiều những cái nguồn lực tới Và hậu thuẫn cho mình trên cái hành trình mình đi Hoặc là các anh chị chọn rằng là Trên cái hành trình này của mình đi Mình không có năng lượng, mình không có niềm vui, mình không có hạnh phúc Mối quan hệ cũng không hòa hợp Và sức khỏe cũng không có luôn Thì đó là sự lựa chọn anh chị nha Vậy thì các anh chị lựa chọn Hành trình nào ạ à? Anh chị lựa chọn hành trình nào ạ à? hành trình nào anh chị ơi hành trình có lòng biết ơn hay hành trình không có lòng biết ơn à phải lựa chọn hành trình có lòng biết ơn chứ phải luôn nhắc nhở mình điều này anh chị nếu mình không có nhớ thì mình hãy in ra đi và bao trong số anh chị đã in ra những cái tờ thực hành là biết ơn ra rồi để mình luôn nhắc nhở mình là phải thực hành là biết ơn mỗi ngày các anh chị nào in rồi Thì mình tôi anh chị nha In màu anh chị in màu cho đẹp nha Bởi vì anh chị Mỗi khi mà cuộc sống của mình có gặp những cái điều đó Mà cảm xúc của mình không được vui Thì ngay lập tức là phải Đến cái nơi mà mình dán những cái tờ Thực hành lòng biết ơn ấy Mình xem xem mình cần phải ứng dụng như thế nào Để mình cải thiện cái trường hợp này Để mình ngăn chặn Những cái điều không tích cực giúp anh chị chuyển được cái tình thế là thu hút những cái điều gì tốt đẹp đến với cuộc sống của mình. Sau khi, tại vì sau khi kết thúc 28 ngày ấy, anh chị, thì các anh chị phải tự thực hành. lúc đó nếu như mà mình ấy không có nhớ anh chị để mình thực hành là biết ơn ấy, thì ngay lập tức anh chị nha cái cuộc sống của mình nó lạ lắm. Anh chị nào đã trải nghiệm hành trình không có không biết lòng biết ơn mà mình thấy cuộc sống mình nó hôm nay nó kỳ lắm mà nha anh chị cơ mình số một đi mấy ngày thôi thấy nó lạ lạ thấy nó loạn nhịp thấy nó gọi là gì à? có đánh rơi nhịp nào không á anh chị và khi đó sẽ thu hút những cái điều không tích cực ngay anh chị nếu mà chúng ta không nuôi dưỡng lòng biết ơn trong cuộc sống của mình nên là chúng ta hãy giờ à? hãy đến à, gọi là hãy giờ Hãy đến uh, các cái tiệm photo anh chị và in cái đó về nha. Xong rồi mang nó và dán ở cái nơi mà các anh chị giờ hay nhìn thấy nhất. Để nhắc nhở mình là mình phải biến cái lòng biết ơn trở thành lối sống của mình mỗi ngày. Để mình đảm bảo cái cuộc sống của mình nó vui vẻ, nó hạnh phúc, nó thuận lợi, nó đủ đầy. Được không anh chị ơi? Ở bao trong số anh chị uh, nắm được cái điều tôi vừa chia sẻ comment tôi rồi phải biến nó trở thành lối sống của mình anh chị nha. Lúc nào cũng phải nhắc nhở mình là Là gì anh chị? Hôm nay đã biết lòng biết ơn chưa? Hôm nay đã nuôi dưỡng lòng biết ơn chưa? Nha anh chị nha. Thì ngày hôm 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 qua anh chị chúng ta đã đi qua cái bước chân nhiệm mộng ạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến ngày 20 là phép màu của trái tim đúng không ạ? Phép màu của trái tim anh chị nha. Ok các anh chị. Các giả có chia sẻ nè anh chị lòng biết ơn là kiếp của trái tim à, có bao nhiêu số anh chị đây khi mà chúng ta biết ơn một cái điều gì đó thì tự dưng nha các anh chị cảm thấy là cái nhịp tập tim của mình ấy, nó cũng trở nên ổn định hơn điều đặn hơn mình cảm thấy rất là vui rất là hạnh phúc cảm nhận được cái điều này không ạ ví dụ bây giờ bao trong số anh chị tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều phải trải qua cái cảm giác này anh chị đó chính là khi mà mình đang không có vui một cái điều đó, thì tự nhiên trái tim của mình nó cũng đập rất là nhanh. Nó rất là hồi hộp anh chị. Hoặc là mình đang không vui một cái điều đó, tự dưng là mình cảm thấy là không những tim mình đập nhanh, mà mình còn cảm thấy là chưa dễ thở nữa. Có không ạ? À? Thì cái giây phút đó anh chị, giây phút đó anh chị ha, là đây là cái sự cảm nhận ngay lập tức, À, khi mà chúng ta ứng dụng cái ngày số 20 nè, các anh chị sẽ cảm nhận được uh, cái cái cảm nhận gọi là ngay lập tức nha. Khi mà chúng ta bắt đầu nuôi dưỡng lòng biết ơn qua cái bài thực hành này anh chị. Anh chị biết không khi mà chúng ta không vui á thì sao ạ? À? Thì cái cái sức khỏe của mình nó cũng không được tốt. Nhưng mà khi mà mình tràn ngập trong lòng biết ơn anh chị thì các anh chị sẽ cảm nhận được phép màu ngay lập tức phép ngầm màu ngay lập tức anh chị nha nó đến từ trái tim của mình anh chị nên là ngày hôm nay anh chị mình sẽ gì ạ sẽ cùng nhau giờ gia tăng thêm cái lòng biết ơn của mình và bắt đầu bắt đầu bằng cách là mình sẽ tập trung vào nơi trái tim của mình nhiều hơn nha anh chị nha và tác giả có chia sẻ nè anh chị sau khi thực hành lòng biết ơn một thời gian dài thì kết quả cuối cùng là bạn sẽ tự động cảm nhận nó bằng cả trái tim. Được không ạ? Phương pháp nhiệm, phương pháp phép màu của trái tim được thiết kế để gia tăng mức độ sâu sắc của lòng biết ơn bằng cách tập trung tâm trí vào trái tim mỗi khi nói và cảm nhận từ nhiệm màu. Cảm ơn. Thì nó sẽ giúp cho mình gì anh chị? Với cái phương pháp nhiệm màu này sẽ giúp chúng ta gia tăng cái mức độ sâu sắc nhiều hơn. Ví dụ anh chị nha, như ngày xưa á, là mình chỉ nói bằng miệng thôi. Thì bây giờ khi mà mình nói là mình sẽ gì? Mình nói cái từ cảm ơn ấy, mình sẽ tập trung vào cái trái tim của mình. Nên là người ta hay nói rằng là gì? À? Cảm ơn bằng cả trái tim. Ấy. Khi mà mình cảm ơn bằng cả trái tim anh chị nha, thì mình có được cái sự chân thành. Bởi vì mình sẽ tập trung vào hiện tại nhiều hơn chứ không phải là mình cảm ơn theo kiểu là gì? À? Người ta đưa đồ cho mình mà mắt của mình thì bấm điện thoại nhưng mà miệng thì vẫn cảm ơn. Đó là mình chưa có tập trung vào hiện tại đâu anh chị Khi mình tập trung vào trái tim của mình Và mình dùng trái tim của mình anh chị Để mình nói lời cảm ơn ấy, Thì cái lời cảm ơn mà xuất phát từ trái tim anh chị nha Chứ không phải là gì à? Lời nói đầu môi Và không chỉ trên bờ môi đâu anh chị Khi mình làm được cái điều này anh chị Cái mức độ sâu sắc của lòng biết ơn ấy, Nó sẽ nhiều hơn Và anh chị biết không ạ à? Trong cả cuốn sách Phép Màu á anh chị. Thì mọi cái phương pháp nhiệm màu ấy đều gọi là gì đều Điều chung một cái mục đích thôi. Đó là làm sao để mình cảm nhận được lòng bí ơn. Càng ngày càng nhiều hơn. Và càng ngày càng tốt lên. Ở bao trong số anh chị. Lúc mà các anh chị mới thực hành. Những cái buổi zoom mà. Đặt hàng vũ trụ với nhóm tập của mình ấy. Thì trong cái bước mà viết lòng bí ơn ấy anh chị viết nhưng mà cảm xúc không có đâu ạ à. ngày trước tôi cũng thế anh chị mình nói viết sao không thấy nước mắt chảy gì hết trơn viết <laughs> mà mặt cứ chơi chơi ra anh chị viết mà mặt cứ chơi chơi ra vậy không có viết được anh chị nào nó biết anh đến đến bực khóc đó là do anh chị bắt đầu được được chia sẻ rồi anh chị mới hiểu được cái giá trị của cái việc biết lòng biết ơn còn ngày đầu tiên khi mà tú tú anh chị đâu có ai hướng dẫn đâu Đi xong mà biết là mặt cứ chơi chơi ra, <laughs> tôi đọc cái quyển này từ hai mươi mốt anh chị nha. ờ, hồi hai mốt anh chị bắt đầu ứng dụng từ hai hai thì bắt đầu viết mặt chơi chơi ra chả cảm xúc như trơn ấy, được không ạ? À? Nhưng mà anh chị thấy là tại sao là hai mươi tám ngày không? Hai ngày đã hình thành nên một cái thói quen rồi anh chị nha. Nhưng tác giả gì ạ? À? Đã gì ạ? À? Ờ, thiết kế hai mươi tám ngày và anh chị có nhìn thấy nha, cứ một ngày là chúng ta bắt đầu thực hành lòng biết ơn với một cái điều mà nó đang hiện hữu trong cuộc sống của mình nó đang giờ là gì à? nó đang giờ là những cái điều mà gọi là tác động trực tiếp đến đến mình đó anh chị như đồ ăn nè nãy là điểm mà tôi bảo anh chị em trong nhóm mình nó đồng biết đồng biết ơn anh chị một số anh chị em mà đồng hành một thời gian ấy mà sau rồi tôi mới mới bắt đầu tôi đọc quyển sách này tôi thấy hay quá cái tôi mới nói mọi người là à, biết lòng biết ơn đi cái, cái thời điểm đó là năm 2022 thì các anh chị hỏi ủa sao phải viết vậy ủa sao mà ta viết nhưng kiểu như là viết để là sao anh chị tại nhóm trưởng nói trưởng ở trên nhân thanh tú nói cái sao mà viết theo chứ không biết tại sao phải viết anh chị nha những anh chị nào chúng ta ngồi trong phòng gym này bây giờ chúng ta nói chúng ta viết có cảm xúc ấy các anh chị hãy cảm ơn những cái người bạn của mình đi ạ bởi vì bản thân họ bản thân của tú anh chị và cũng như các anh chị nhóm trưởng ấy cũng phải trải qua một cái hành trình là gọi là rèn luyện làm sao để mà mình có cái cảm xúc sâu sắc và càng ngày càng nhiều đối với lòng biết ơn đó anh chị chứ ngày trước là thời gian đầu tiên anh chị ứng dụng chu kỳ đầu tiên cầm ly nước lên Tú nói uống vậy uống luôn chứ cầm cầm ly rất bụi phép màu rồi nhìn ly nước thời điểm đó là mình 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 ứng dụng chưa với chị để anh chị nên là nhiều khi là mình cầm mình uống luôn chứ mình không nhớ tới là cái lúc là mình 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 rất một phép màu hay là mình cảm ơn những cái người những cái con người tuyệt vời đã tạo những cái lý nước ở đâu anh chị nha phải ứng dụng gọi là bốn năm chu kỳ anh chị bốn năm chu kỳ rồi là bắt đầu rồi nó bên trong bắt đầu có sự sâu sắc anh chị chứ giờ tôi hỏi anh chị nha những anh chị nào đã từng biết về quyển sách phép màu trước khi biết nhau tập thì các anh chị comment tôi đi ạ à. có quỹ này rồi trước cả khi vào nhóm tập mình luôn á comment tôi đi rồi anh chị à, đã đọc cái quyển này rồi à, đã đọc rồi và còn biết quyển này trước khi vào nhóm tập và đã đọc luôn rồi cũng comment tôi anh chị nha ừ. đấy thế anh chị có thấy nó khác không ạ à? ngày trước cũng đọc cũng hai tám ngày nhưng mà làm được hai ngày cái cất sách vô <laughs> có anh chị tú là biết cái quyển này từ hai 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 mười tám chín nha đều một người bạn chia sẻ xong đọc chứ nhìn thậm chí bạn tôi đừng đưa tôi cái cuốn thực hành mà nó có kẻ gạch à, dòng dòng cho sẵn không à đọc vô ủa là gì <laughs> không hiểu à, đúng rồi đọc có mấy ngày nghỉ luôn anh chị tại vì mình không có hiểu cái 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 gọi là cái sức mạnh cái sức ảnh hưởng của lòng biết ơn nó tác động trực tiếp đến cái cuộc sống của mình một cách tuyệt vời như thế nào anh chị không có biết nên là bây giờ các anh chị thấy là lý do vì sao mà các anh chị nghiêm túc trong việc thực hành bởi vì anh chị thứ nhất là các anh chị hiểu và được phân tích được phân tích anh chị một cách gì à? gọi là sâu sắc và gọi là giờ cũng một cái câu nói của tác giả nhưng mà bởi vì nó cũng trên gọi là dựa trên cái ứng dụng thật cái anh chị của các cái anh chị trưởng nhóm thì sao ạ à? thì giúp cho bản thân họ chia sẻ với mình học phân tích với mình kỹ hơn và làm cho các anh chị càng hiểu sâu sắc hơn về cũng cái một cái chủ đề đó nếu mà bây giờ nói về cái phép màu của trái tim anh chị ha chấp à, chắc được khoảng chưa tới trăm chồng chưa tới trăm dòng anh chị Đó Anh chị không có được phân tích sâu sắc chúng ta Chỉ biết gì vậy phép màu của trái tim Thì đặt tay lên trái tim rồi Xong rồi để gần khu vực về trái tim Xong rồi Tập trung gửi lời cảm ơn Xuất phát ra từ trái tim Hết à, Đúng rồi Nhưng mà chúng ta không có hiểu Do mình không hiểu Mình ứng dụng nó chưa có Cái kết quả lớn anh chị Chứ thực sự với các anh chị nha Nếu mà các anh chị ứng dụng Từng ngày và triệt để nha Triệt để từng ngày luôn á Là kết quả Rất là lớn luôn Hôm trước tôi chia sẻ danh sách nhiệm màu anh chị à, Có những anh chị trong nhóm tập của mình Chia sẻ với tôi những cái thành công mà tôi cảm thấy nó vi diệu luôn Rồi cái 500, 500 tiền bạc anh chị à, Chia sẻ những cái thành công mà hóa đơn không có tiền thanh toán anh chị Mà họ không biết dùng Mình chỉ sao dùng y chang vậy cuối cùng có tiền thanh toán hóa đơn Tuyệt vời anh chị à, Nhưng mà ngày trước đọc quá Chị đọc đọc mấy lần luôn mà ứng dụng chả đen ra nên là anh chị phải hiểu là tác giả chia sẻ cho mình 28 ngày ấy. để các anh chị giờ chỉ chung một cái mục đích thôi anh chị nha. Và khi mà tôi được những cái thầy thành công mình chia sẻ tôi hiểu được cái lý do vì sao mà là 28 ngày. Cả quyển sách này anh chị chỉ chung một cái mục đích thôi ấy, chính là làm sao để chúng ta rèn luyện cái cảm nhận của mình về lòng biết ơn nó càng ngày càng sâu sắc hơn. Tại vì trước giờ mình mình đã có cái thói quen là gì? Ờ, chị cảm ơn trên đầu môi thôi mà một cái thói quen ở đó mà nó hai hai mấy năm rồi hai ba mấy năm bốn mấy năm năm mấy năm sáu mấy năm ấy. trong 28 ngày là quá ít anh chị nha quá là ít luôn ấy. nhưng mà tác giả đâu có dừng ở đó 28 ngày anh chị mà mỗi ngày là khi mà chúng ta gặp những cái đồ vật mà trong từng cái bài thực hành anh chị ví dụ những cái ly nước hai cái bữa ăn của mình nếu anh chị đọc đi lại quyển sách phép màu á, và coi những cái coi lại cái livestream của tôi của anh chị chúng ta sẽ tự nhắc nhở mình và khi các anh chị dán cái tờ mà 28 tờ thực hành lòng biết ơn lên tường ấy cái góc mà anh chị hay nhìn thấy nó sẽ nhắc nhở các anh chị là hôm nay đã biết lòng biết ơn chưa và khi đó các anh chị sẽ giờ, dần dần hình thành thói quen nuôi dưỡng lòng biết ơn bên trong của mình mỗi ngày được không ạ à? nên các anh chị thấy là tác giả nè từ mối quan hệ cho đến sức khỏe cho đến tiền bạc xong mà đến công việc Xong rồi những cái khía cạnh không tích cực trong cuộc sống của mình nè. Xong rồi tới tớ bước chân nè. Xong rồi tới gì anh chị? Ờ, một cái ngày làm việc của mình, một cái ngày học tập của mình nè. Xong rồi những cái mục tiêu của mình nữa, Rồi giờ? Hôm nay thì đến trái tim, hôm sau thì tới hơi thở anh chị. Ừ, có như là, gọi là tác giả gọi là huấn luyện mình làm sao mà nhìn đâu đâu cũng thấy lòng bí ơn ấy không có cái gì mà không thấy hết trơn anh chị nha đó chỉ có một mục đích thôi anh chị làm sao để mình gì có được cái lòng biết ơn ấy càng nhiều càng tốt nên là đầu tiên anh chị mình cần phải hiểu hiểu anh chị hiểu bản thân của mình nào, là cái điều gì khiến cho các anh chị cảm xúc nhiều nhất mình biết ơn mà mình cảm xúc mạnh mẽ nhất anh chị nha tại vì mình biết ơn ấy mà mình giờ có cảm xúc thì mình mới cho đi ra ngoài vũ trụ một cái tần số năng lượng rất là tích cực được thì thông qua được hấp dẫn anh chị khi mình cho đi những cái cảm xúc tích cực thì mình mới thu hút những cái điều tốt đẹp đến với cuộc đời của mình còn nếu mà mình nói lòng biết ơn là biết ơn anh chị cái lời biết ơn của mình nói bằng lời nói thôi ấy. mình biết ơn chỉ bằng lời nói thôi anh chị nó không có cảm xúc gì hết và khi mà nó không có cảm xúc thì giống như là Biết ơn theo kiểu xã giao Nhìn có vẻ thì lịch sự thôi anh chị ha Chứ ngoài ra là không có một cái tác động nào ra ngoài vũ trụ hết Được không ạ à? Và khi mà không có tác động nào ra ngoài vũ trụ nữa hết Thì không có chuyện gì xảy ra hết Nên là thành ra phải làm sao để mình có thể là Mình nói cái lời biết ơn đó anh chị Gọi là biết ơn của mình ấy nó phải sâu sắc nhất Nó phải có cảm xúc gì à? Sâu sắc nhất giống như chúng ta được học đúng không ạ? À, tại sao những cái người vĩ nhân họ rất là thành công anh chị? Bởi vì họ biến cái lòng biết ơn của họ thành cái tình yêu thương. Khi mà họ biết ơn vũ trụ này anh chị, họ biết ơn cuộc đời này, họ biết ơn những cái người mà đã đi trước và và để lại những cái uh, uh, gọi là những cái thành quả lao động anh chị để cho họ được thừa hưởng bây giờ. Họ quá là biết ơn đi và họ gì ạ? À? Họ đã trả ơn bằng cách gì ạ? À? Họ tiếp tục cống hiến, họ tiếp tục cống hiến những cái giá trị nhân văn họ để là những cái di sản à, cho gì ạ? À? cho thị trường cho thế giới cho nhân loại đó là biết ơn đó anh chị hay là khi các anh chị biết ơn công ty anh chị cũng sẽ muốn cống hiến nhiều hơn làm nhiều hơn bởi vì mình biết ơn công ty bởi vì giờ trời không có công ty không biết là làm công việc gì ở ngoài kia mà biết không biết có công ty nhận mình hay không rồi khi mình biết ơn gì à? những cái vị quý nhân của mình thì sao anh chị mình sẽ nỗ lực hết sức để mình mang những cái điều tốt nhất dành cho họ để gì ạ? mình trả ơn cho họ anh chị đó là cái biết ơn gì vậy? mà có cảm xúc còn nếu mình chỉ nói giờ cảm ơn cảm ơn cảm ơn xong mình nói rồi kiểu xã giao anh chị nó không có một cái gì tác động nào hết mình nó cũng không có gửi ra ngoài vũ trụ một cái gì một cái tần số nào hết thì sao thì không có chuyện gì xảy ra hết anh chị nha nên anh chị nào ở đây mà mình gì đang biết ơn mà cái cảm xúc của mình nó chưa có sâu sắc ấy thì cái ngày hôm nay anh chị nha, cái ngày 20 mươi Chúng ta sẽ dùng cái trái tim của mình để mình nói cái lời cảm ơn Được không ạ? Và tác giả chia sẻ cho các anh chị Các cái nghiên cứu khoa học ấy Đã chứng minh rằng nếu bạn tập trung vào trái tim Khi cảm thấy biết ơn Nhịp đập của tim sẽ ngay lập tức trở nên điều đặn và hòa hợp hơn Giúp cải thiện đáng kể hệ miễn dịch và sức khỏe của bạn Điều này chứng minh chính là minh chứng cho phép màu của trái tim khi mới bắt đầu sẽ hơi khó khăn nha nhưng kết quả sẽ rất là xứng đáng sau vài lần thực hiện bạn sẽ hiểu được cứ mỗi lần tiếp theo thực hiện phương pháp này bạn sẽ cảm thấy lòng biết ơn gia tăng theo cấp số nhân được không ạ à? ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành như sau anh chị nha đó là để thực hiện phương pháp để thực hiện phương pháp phép màu của trái tim Hãy tập trung tâm trí và sự chú ý của bạn vào khu vực gần trái tim. Không quan trọng việc tập trung vào bên trong hay ngoài cơ thể. Nhắm mắt lại. Hãy nhắm mắt lại anh chị nha. Và vẫn tập trung đầu óc vào trái tim. Mắt nhắm nhưng mà đầu óc nha, tâm trí vẫn hướng vào trái tim anh chị. Sau đó nói từ nhiệm màu trong tâm trí. Cảm ơn. Có vài điều có thể giúp bạn thực hành thành công phép màu của trái tim một cách nhanh chóng hơn bạn có thể đặt tay phải lên vị trí của trái tim để giữ tâm trí luôn tập trung vào đó khi nó từ nhiệm màu cảm ơn hoặc bạn có thể tưởng tượng từ nhiệm màu cảm ơn đang được phát ra từ trái tim chứ không phải là trí óc thì làm cách nào để mình thực hành dễ dàng nhất thì tùy anh chị nha một nhắm mắt lại và chỉ giờ hướng cái tâm trí mình vào trái tim thôi hai là nhắm mắt lại nhưng mà tay thì vẫn đặt lên tim để mình có thể hướng cái sự tập trung của tâm trí mình vào trái tim anh chị ừ? hoặc mình có thể tưởng tượng nha à, có thể tưởng tượng từ nhiệm màu cảm cảm ơn ấy được đang được phát ra từ trái tim nha anh chị nha có thể là mình đặt tay phải lên tim nè và cảm nhận cái lời biết ơn nó đang phát ra từ trái tim và các anh chị nhớ nha chúng ta phải yêu thương bằng cả trái tim biết ơn bằng cả trái tim thì mới gọi là gì? sự chân thành được. Những cái lời nói nào mình nói từ trái tim anh chị thì nó sẽ có sự chân thành, nó sẽ chạm được đến người khác. Và chỉ có sự chân thành mới chạm được trái tim của người khác thôi. Nếu mình muốn về chạm được trái tim của người khác anh chị, thì những cái lời nói của mình ấy, hãy nói gì? Đó? Nói từ trái tim. Lời nói từ trái tim sẽ chạm tới trái tim anh chị nha. Nên nếu mà mong muốn mình chạm trái tim của người khác ấy, Thì mình phải cho đi bằng cả trái tim Điều mà cái này phải rèn luyện anh chị nha Và để thực thi phương pháp nhiệm màu hôm nay Hãy lấy danh sách 10 điều mong muốn ra Và thực hiện phép màu của trái tim Với mỗi điều ấy Rồi cho tôi hỏi danh sách 10 điều Mà mình mong muốn thực hiện là nằm trong ngày sau mấy anh chị ơi Ngày số mấy ạ à? Các anh chị đã biết chưa đã thực hành ngày hôm đó chưa ạ? <laughs> Anh chị hết tôi bất ngờ. Cảm ơn chị Diễm Trang. Ngày số 13 ba hiện thực hóa anh chị nha biến mọi ước mơ thành hiện thực ngày số mười ngày số một hồi nào đấy anh chị biết tại sao tận dụng ra kết quả chưa còn mình chưa có kết quả chưa mười à? ba anh chị nha mới học đây cách nhau mới có cách đây có một tuần nè à. đấy anh chị lấy danh sách mười điều nha mười điều mong muốn ra được mà và thực hiện phương pháp phép màu của trái tim với mỗi điều. Đọc nhẩm hoặc đọc to anh chị nha. Mỗi điều mình mong muốn, nhắm mắt lại, tập trung tâm trí vào khu vực của trái tim. Và nói từ nhiệm màu một lần nữa cảm ơn thật là chậm rãi. Vì cái mục tiêu này của mình anh chị, mình phải hình dung mà nó đã trở thành sự thật rồi. Các anh chị cảm nhận lời bí ơn ấy, càng nhiều càng tốt. Các anh chị nhớ là mình hãy hình dung tưởng tượng là cái mục tiêu đó nó đã hoàn thành rồi anh chị nha nó đã xảy ra rồi, mình đã có được nó rồi và mình cảm thấy vô cùng biết ơn bằng cả trái tim của mình như thế nào. À, tôi từng tú rất là nhiều lần anh chị à, thực hiện cái phương pháp này với mục tiêu của mình đấy và mỗi lần mà tú hình dung anh chị đặt tim đặt đặt tay lên trái tim và cảm nhận cái mục tiêu của mình đã hoàn thành rồi ấy. và mình cảm thấy vô cùng biết ơn bằng cả trái tim anh chị nha. À, Nhức mắt khóc luôn anh chị chảy nước mắt luôn khóc vì hạnh phúc anh chị nha chứ không phải khóc bởi vì là cảm xúc không vui. Đúng không ạ? À? Và các anh chị nhớ luật hấp dẫn là có, cái gì có bên trong thì cái đó có bên ngoài. Mọi sự vật sự việc diễn ra hai lần. Nên là nếu các anh chị mong muốn là mọi sự vật sự việc diễn ra hai lần anh chị nhớ một lần ở trong tâm trí và một lần ở ngoài thực tế. Nên nếu mà các anh chị mong muốn cái điều gì ấy, mà trong cuộc sống của mình ấy, mà nó xảy ra ngoài thực tế ngoài, ở ngoài cuộc sống của mình ấy, thì đầu tiên nó phải xảy ra bên trong tâm trí của mình trước. Mình phải cảm nhận cái điều đó trước anh chị nó phải diễn ra bên trong tâm trí của mình rồi bên trong trái tim của mình rồi anh chị khi anh chị làm cái điều này xong nha các anh chị biết ơn vì cái mục tiêu của mình ấy, nó đã xảy ra rồi thì các anh chị sẽ cảm thấy bên trong của mình các anh chị sẽ rất là vui rất là hạnh phúc mình cảm thấy đủ đầy và nó khiến cho cái cơ thể của mình tràn ngập năng lượng tâm trí của mình sẽ được mở rộng tự nhiên là mình thấy mình thông minh sáng suốt ra và bắt đầu mình sẽ có cái sự tập trung để mình có thể hành động một cách rất là mạnh mẽ anh chị cho đến khi mình đạt được cái mục tiêu của mình còn khi mà mình nghĩ là mình không có làm được anh chị mình phải nghĩ là mình làm được nha còn nếu mà anh chị nghĩ là các anh chị không làm được nó sẽ sinh ra cái cảm xúc là gì không có tích cực nó dẫn tới là mình không có năng lượng anh chị và bên trong tâm trí của mình ấy, nó sẽ có một cái điểm mù có cái điểm mù anh chị và cái điều gì mà các anh chị xác quyết với mình là mình làm được thì tự dưng anh chị thấy là bằng mọi cách nha rất là hay luôn tiềm thức của mình rất là hay anh chị nó sẽ giúp các anh chị đạt được cái điều đó và khi đó khi mà tiềm thức nó vận hành ấy bởi vì cái sự xác quyết của mình là mình nhất quán là mình phải đạt được anh chị thì tự dưng là tiềm thức của mình nha nó sẽ gì ạ tập trung thu hút nguồn lực đến cho các anh chị và khi đó các anh chị nắm bắt và các anh chị hành động một cách mạnh mẽ với một cái niềm tin vững chắc thì các anh chị đạt được cái mục tiêu của mình các anh chị biết không ạ? Ờ, Tú còn nhớ. Tháng 1 với anh chị. Tháng 1 anh chị biết là Tú có một cái mục tiêu á. Mà nó sát gọi là còn có 3 ngày nữa thôi. Mà Tú thấy chưa có động tịnh gì hết anh chị nha. Tại vì vừa mới nghỉ Tết xong. À, vừa mới bắt đầu mọi việc mà vận hành lại anh chị. Là ngày 27 tháng 1 ở phía trên. Là còn có gì ạ? À? 28, 29, 30 và 4 ngày nữa kết thúc tháng anh chị. Nhưng nhưng Tú rất là gì ạ? À? Tự tin, sát quyết là phải tới cùng luôn bởi vì sao mình đã cố gắng gọi là một cái hành trình xuyên suốt cả năm 2022 rồi và cái tháng 1 đó là cái tháng quyết định tú đạt được cái 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 kết quả về uh, kết quả kinh doanh của mình trong năm 2022 anh chị là tổng kết à mặc dù hồi ngày đó là ngày mùng 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 sáu mùng bảy tết anh chị nha là qua năm mới rồi nhưng mà bởi vì công việc kinh doanh của tú là ở quốc tế anh chị nên là được tổng kết hết cái tháng 1 đó và xác quyết tới cùng anh chị biết không là trước mấy cái ngày tết là tôi không có một chút gọi là bình tĩnh lắm nha bình an lắm cảm thấy rất là nhẹ nhàng luôn không có một cái có một cái gì mặc dù là lâu cũng có tiếng nói nhỏ anh chị nhưng mà tôi nói gì vậy hãy bình tĩnh hãy yên lặng ta đang nhóm quyền kiểm soát cái xong rồi thậm chí tìm cách hay nói gì nè Trời sao không thúc đẩy doanh nghiệp đi à, Tết này ăn chinh, bánh chân bánh dày Xong rồi bánh trưng bánh dày đè lên người hết rồi. Sao mà qua Tết làm được Sao không thúc đẩy từ đầu trước Tết đi Rồi để người ta ăn Tết nghỉ ngơi rồi à, Bắt đầu là, 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 cho mọi người chơi Tết cái Xong một bên bảo là thôi cho mọi người ăn Tết đi <laughs> Ăn Tết xong rồi làm việc đi <laughs> Kiểu thế cái Xong rồi tôi mới nói Tôi mới nói không để mọi người ăn Tết đã Ô, mọi người ăn Tết cho đã Vô mà anh chị biết là còn có 3 ngày thôi Còn 3 ngày thôi anh chị nha Nhưng cuối cùng tôi vẫn về đích anh chị Tôi tú xác quyết ấy tú xác quyết mà dù là trước đó là không thấy một cái dấu hiệu luôn anh chị gọi là gần tết mà cái tự nhiên gọi là cái cái kết quả kinh doanh của mình là cuối năm thì khách hàng người ta cũng giật chữ tiền anh chị chữ tiền anh chị biết chữ tiền không là không có không muốn gọi là động đậy ra anh chị nha cái còn có 3 ba tháng gọi là còn có 3 ngày để kết thúc tháng 1 rồi anh chị tháng 1 ở trên ấy. tự dưng danh dân số công việc kinh doanh tôi có tăng đột biến anh chị còn 3 ngày cuối cùng bởi vì trong những ngày tết anh chị thì hầu như tối nào tôi cũng biết lòng biết ơn ấy. Biết ơn vì cái kết quả mà mình đã đạt được anh chị nha. Biết ơn cái kết quả mình đã đạt được. Ngày nào tôi cũng biết ơn ấy, thậm chí tôi còn có cái hình nữa. Là anh chị thấy không, tôi ứng dụng vậy. À? Biết ơn cái kết quả mình đạt được. Rồi tú gì à? Còn là bản tầm nhìn trong cái ngày số 13 nữa. Hầu hết tất cả 28 ngày anh chị nha, cái ngày là Tú đã ứng dụng rồi anh chị. Nên là rất là tuyệt vời là mặc dù tú chỉ mới có ứng dụng lòng biết ơn chưa tới một năm anh chị nha tú biết về luật hấp dẫn và sức mạnh tỉnh thức được 4 năm rồi nhưng mà ngày trước tôi từng chia sẻ với các anh chị là Tú ứng dụng mà tôi cảm thấy vẫn còn thiếu một cái gì đó đúng không thiếu vẫn đang thầy cảm thấy là chưa được chọn vẹn vẫn thấy bên trong nó chưa được có bình chưa bình an anh chị có tiền nha có xe có nhà nha anh chị ha vòng quanh thế giới rồi nhưng mà bên trong tôi vẫn cảm thấy là mình chưa đủ chọn vẹn tôi vẫn đang thấy đang thiếu một cái gì đó và Tú tìm hoài nó không ra anh chị cho một ngày rất là tuyệt vời thì là lục lại cái tủ sách của mình ấy À, gặp quyển sách phép màu và cũng như tôi gặp cái người thầy thành công của mình anh chị thì đã gửi nhắc lại cho tú xong rất là tuyệt vời là tú có một cái sự gọi là xoay chuyển ngoạn mục anh chị trong năm 2022 luôn nên là có một số anh chị em học tập với tú thời điểm 2021 đó là thời điểm đó là chưa thấy tú biết làm với ơn đâu tú chỉ mới thực hành từ năm 2022 thôi xong rồi nên có một số anh chị lúc mà tôi bảo biết làm biết ơn bảo không hiểu gì hết kiểu như không hiểu không hiểu sao nhóm trưởng lạ quá ta kiểu thế như cho anh khi rồi kết quả nhiệm màu xảy ra anh chị mọi người bắt đầu bây giờ háo hức bắt đầu rộn ra bắt đầu mọi thứ gọi là rất là tuyệt vời anh chị. Tôi không có nào gọi là không biết dùng từ nào diễn tả về cái sự nhiệm màu của gọi là lòng biết ơn luôn. Các anh chị phải là tự người trải nghiệm đi, phải mình trải nghiệm trên chính cơ thể của mình đi các anh chị mới mới gọi là thẩm thấu và gọi là cảm nhận được cái sự sâu sắc cũng như là cái bài học mà tác giả chia sẻ. Và khi mà tôi học của anh chị tôi cảm thấy là thì là trong bốn năm vừa qua anh chị nha cái điều mà mình thiếu là cái này mạnh ghép còn lại là cái này anh chị à, ờ, mạnh ghép còn lại là cái này anh chị nha được không ạ à, ờ, mạnh ghép còn lại là cái này và trọng vẹn rồi anh chị khi mọi thứ trọng vẹn rồi thì sao ạ sức khỏe cũng có mối quan hệ cũng có chứ thật sự với các anh chị nha năm những cái năm trước á, là tú kinh doanh á, là có thu nhập nhưng mà mối quan hệ của tú á, hầu như là không có cái nào ok hết trơn ấy. hầu như là mối quan hệ không được ok kể cả mối quan hệ với lại cộng sự hay là mối quan hệ với lại nhân sự hay những đối tác kinh doanh của mình anh chị à, hay kể cả những quý nhân của mình luôn anh chị hầu như là nó nó không được trọn vẹn và kể cả mối quan hệ với chính mình luôn với lại gia đình của mình anh chị nên là sức khỏe của tôi thời điểm năm 2021 2020 2019 ấy, là hầu như là không có được ok anh chị không được ok mặc dù mình nói là trước mình hay suy nghĩ là thôi mình đi kiếm tiền <laughs> mình kiếm tiền sau này mình lấy tiền mình đắp vào Đúng Ngày trước tôi còn nói một cái câu mà bây giờ tôi thấy là mình 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 nó không đúng ấy. Ngày trước tôi hay nói vậy nè. Kiểu như tôi không có thời gian nhìn cho gia đình của mình nhiều ấy. À, sinh nhật à, anh chị em trong nhà tôi cũng không đi đám cưới luôn rồi. Nói chung mà không có đi cái gì hết trơn anh chị, thậm chí là có nhớ thời điểm mà đi ăn với mẹ thì tôi cũng uh, bảo là bận công việc ấy. Xong rồi tôi có một suy nghĩ bên trong là giờ cứ kiếm tiền trước. Sao có nhiều tiền mới đã bù sao? trong số anh chị từng có suy nghĩ giống như tú à và tú đã gọi là lỡ qua rất là nhiều những cái gọi là gì à? những cái hành trình rất là tuyệt vời anh chị nên là cái lúc mà năm năm những cái năm đó tôi kiếm ra tiền nhưng mà cảm thấy không có hạnh phúc bởi vì mình thấy là sao mình cứ kiểu như mình mình bị đơn độc trên cái hành trình đó anh chị mình thấy là người nhà của mình mọi người dành thời gian cho nhau mình thấy ủa sao mình thành công đến mức như thế ở tuổi đời còn rất là trẻ nhưng mà sao mình còn thua cả kiểu như mình thấy là tại vì tú có em họ anh chị em họ tú thì lấy có gia đình rồi có gia đình rồi anh chị thấy cũng kiếm được một tháng hai mấy ba mấy triệu nhưng mà thấy rất là in cuộc sống anh chị ha in lắm còn mình cũng kiếm mình kiếm tiền 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 nhiều anh chị gấp mấy lần mà gấp cả mười hai mươi ba mươi lần cái số của em họ tú kiếm anh chị mình thấy sao mình không in cuộc sống như chơi mình cứ nói cứ nghĩa là thời điểm đó mình cứ coi số mình coi tiền là là trọng anh chị là trọng nhất còn mọi thứ còn lại là không quan tâm thậm chí thời điểm đó tôi cũng không quan tâm về sức khỏe của mình anh chị nha không quan tâm về sức khỏe của mình luôn Nên là thời điểm đó là mặc dù mới có 23, 24 mươi anh chị mà có nhiều cái nó không khỏe lắm và mình nói thôi cứ kiếm đã là sau này bù lại mấy hồi thậm chí là có những cái người mà họ họ nhìn tôi họ bất ngờ ấy. họ nói trời em hai mấy tuổi mà em không khỏe cái này hả kiểu do là mình làm mình ngồi nhiều anh chị rồi tôi cũng ngồi xong rồi làm việc ấy xong rồi nó cũng không có được khỏe về xương xương này kia xong lúc mà những cái người đó người ta người ta khám người ta giật mình mà cái tôi cũng suy nghĩ chắc là không phải vì cá nhân mình đâu ai cũng bị thế mà tự an ủi mình anh chị nhưng mà rất là tuyệt vời là khi mà tôi gặp được cái người người thầy thành công của mình cũng như là được uh, cái quyển sách này anh chị nha tôi được hai người thầy thành công của mình chia sẻ là uh, một người là chia sẻ là tôi vào năm 2020 nhưng mà tôi chưa có nắm, gọi là mình chưa chưa có đón nhận và một người là cuối năm 2021 nha anh chị nha khi đó bà đầu tôi nhớ lại tôi nhớ là hình như là có 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 ai đó đã nói với mình những sách này sau tôi mới lòng to lên tiki đặt mình nói thôi bây giờ mình cũng đang thấy là mọi thứ nó đang gọi là không có được ổn anh chị không có được ổn nó không có được ổn cho lắm mình thấy là thôi bây giờ coi như là kiểu như là thôi giờ coi còn có cách đó bây giờ người ta mở đường chắc chắn là tìm thức cho mình con đường tại vì mình hay hỏi mà anh chị biết là có cái có giai đoạn mà tôi khao khác là mình có thể là vừa có tiền vừa có mối quan hệ mà mình còn có vừa có sức khỏe mà mình nghĩ tới cái đó mà mình khóc luôn anh chị kiểu như mình thấy mình bất lực cái Trời anh chị thấy cái, anh chị biết cái cảm giác mà kiếm ra tiền mà mình bị bất lực không à trời phải chi mình không kiếm ra tiền mà mình bất lực thì tôi không nói anh chị nha còn kiếm ra tiền mà bị bất lực anh chị có cái cảm giác đâu mà tú nghĩ là có những anh chị trong phòng gym mình đang có cảm giác như tú kiếm tiền nhưng mà không vui <laughs> kiểu như thấy là lúc nào mặt cũng nhăn anh chị ha lúc nào mặt cũng câu cáu câu ấy và rất là tuyệt vời thì cuối cùng tôi được dẫn dắt trong một cái chuyến đi anh chị trong một cái chuyến đi du học ở Singapore thì tú có chuyến đi gọi là đi công tác với lại bên bên đối tác của mình bên đối tác của mình anh chị thì xong rồi trong một cái buổi đi ăn thì khi mà cái người thầy thành công mình thấy là mặt mình sao, sao cứ nhăn nhăn ấy bảo là em xin mà sao mà em nhăn hoài cái xong mình mới bảo là em em gọi là em cảm thấy không thoải mái tự nhiên không biết tại sao mình lại chia sẻ với cái người đó kiểu như giống như là rất là tin tưởng anh chị chia sẻ hết luôn thì xong rồi người thầy thành công mới nhắc là mới nói với tôi là đọc quyển phép màu đi em đọc quyển phép màu đi nó sẽ giúp em rất là nhiều ấy thì tôi mới lên sờ tên chị lúc đó là tối hôm đó tôi sạch luôn tôi nói ủa cái quyển này là cùng với tác giả quyển sách bí mật mà à tôi có xem bộ phim bí mật rồi anh chị nha nhưng mà sao mình không biết ta nên là tôi biết bộ bộ phim bí mật từ năm 2018 rồi nhờ mình không biết quyển này chắc thời điểm đó mình chưa có nhu cầu hay là chưa dẫn dắt anh chị thì mở tôi thấy cái anh chị thấy cái ký hiệu không ạ à? cái biểu tượng giống giống nó, ủa cái này mình thấy ở đâu nè cái xong nói ờ đúng rồi trong quyển phép màu ơi trong quyển bí mật nè cái xong nói cùng tác giả cùng tác giả xong rồi tôi mới đặt về thì khi mà tôi vừa về Việt Nam ấy, anh chị thì là sách tới thì sắp tới xong tôi đọc anh chị cho đọc những trang đầu tiên mình mình cảm xúc anh chị mình rơi nước mắt luôn kể cho mình thấy là đọc bao nhiêu sách thánh hiền nhưng mà tại sao không biết quyển này trời quyển này bao nhiêu năm qua bạn trốn ở đâu vậy và cái mình đọc ngấu nghiến anh chị ở khi đó học đọc ngấu nghiến xong à, là tối hôm đó là tôi còn nhớ là 11 giờ đêm là tôi nhắn tin cho các anh chị chủ nhóm mà mọi người lên dung mọi người lên zoom anh chị bảo lên hợp lên họp mọi người hỏi sao sao chị nhìn gấp như vậy mới 11 giờ đêm anh chị một giờ đêm nha xong tôi ngồi tôi chia sẻ cho mọi người mọi người bắt đầu là mọi người sáng mắt anh chị mọi người kiểu như là ánh mắt lấp lánh ánh mắt gọi là thấy hy vọng rồi kiểu như thấy sướng ấy cái xong rồi cũng đặt sách về cái mùi cũng đọc luôn anh chị mọi người cũng đọc giống như tôi xong rồi đọc ngẫu ý xong rồi phải chia sẻ cho nhóm rồi phải chia sẻ cho anh chị em nhóm tập trợ hay quá tuyệt vời quá chìa khóa đây rồi bao nhiêu bao nhiêu năm tháng qua đi kiếm thì ra là thiếu cái này xong rồi mở đọc xong mở đầu ứng dụng anh chị đầu nhớ muốn dụng cái mở ra một cái uh, gọi là một cái bầu trời mới anh chị giống như là khi mà mình bay qua câu chuyện gọi là cái câu chuyện máy bay hôm qua anh chị nếu mà thời điểm đó mà mình suy nghĩ rằng là gì thôi kiếm dày đủ rồi tú á, nếu nếu thời điểm đó mà tôi suy nghĩ như vậy nè thôi kiếm nhiều uh, như vậy như vậy đủ rồi kiếm hơn nữa là phải đầu tư thêm nhiều thời gian nữa mà thêm nhiều thời gian đó chắc là mình không được ổn rồi <laughs> sức khỏe ở đang không có mối quan hệ đang bắt bên mọi thứ bắt bên đó anh chị nha Thôi bây giờ thôi mình chấp nhận kiếm tháng vài trăm thôi. Ngày, ngày trước mình khao khát lên cả tỷ anh chị. Thì mình nghĩ rằng bây giờ kiếm vài trăm mà không có thời gian luôn. Không có thời gian làm làm ăn gì hết anh chị nha. Anh chị biết là trong gọi là 4 năm 4 năm là Tú không đi xem phim. Không đi xem phim anh chị, không biết trong gạp có phim gì lắm. chứ một ngày gọi là 2022 thì Tú có một cái người anh mà giới thì gọi là người anh đồng hành cùng Tú ấy anh rủ đi xem bộ phim gì mà nó nổi tiếng lắm mà coi như tôi bỏ qua hết bốn phần rồi đi xem phần cuối không hiểu gì hết không hiểu nhớ anh chị tôi không nhớ bộ phim nào bộ phim nào có Iron Man này cái tập cuối là Iron Man mất đó, anh chị cái tôi nói ủa sao phim gì kỳ gì? phim gì tự nhiên vô đánh nhau y xe xong rồi tự nhiên mất là... rồi tự nhiên là 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 là, là, là hết phim không nói ủa bộ phim này có 5 phần mà em không coi phần 1 à nói, em đâu biết phần 1 có khi nào ông ở phần một có từ năm này năm này em này em nói mấy năm đó không đi coi phim bốn năm rồi từ lúc kinh doanh tới giờ không đi coi phim cái ông nhìn tú anh chị ông nhìn tú kiểu ánh mắt gọi là uh, kiểu như là ánh mắt um, uh, gì vậy em ở hành tinh nào ai <laughs> em ở hành tinh nào kiểu thế anh chị hả thì bốn năm đó là không có thời gian quá anh chị nha tú còn không có vậy tập gym thậm chí tôi đóng những cái gói gym ở những cái phòng tập gym á tính bằng tiền chục tiền trăm ấy nhưng mà tập được vài ngày xong rồi bận công việc quá cái mình nghỉ mình thuê cả BT anh chị nha hầu như tú có từ 2022 là tú bắt đầu nghiêm túc tập ấy nghiêm túc tập uh, sức khỏe anh chị nha thì đây là cái anh BT mà tú gọi là có cái hành trình đồng hành với tú dài nhất trong trong bốn người còn ba người trước đóng tiền xong là coi như là alo hôm nay có đi tập không dạ không hôm nay em bận anh ơi mai cả tuần ngày nào cũng bận anh chị anh nói có khi nào em không bận không vậy dạ không ạ để em thu xếp mà em có thể bỏ lưu cái kho gói tập ghi không cái xong bỏ lưu xong giờ người ta nghỉ luôn rồi hỏi luôn sao bây giờ ta đổi nghề luôn mình vẫn chưa đi tập lại anh chị cái xong thời điểm mà tôi nói cái lúc đó mà tôi kiệt sức rồi anh chị nha nói thôi không lẽ giờ kiếm vậy thôi chứ giờ lên tiền tỷ sao thấy vất vả quá <laughs> sao thấy mọi thứ nó bất an quá cái tự dưng là nhưng mà bên trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn tiếp tục mong muốn là được lan tỏa giá trị anh chị và muốn giúp nhiều người nhiều người hơn tại vì tôi là người kinh doanh mà nên tôi rất muốn giúp nhiều người họ có được những họ biết được những cái cơ hội tuyệt vời biết là những cái nhất tuyệt vời này Nà, tôi Tú mới nói tỉnh thức là bây giờ có thể là cho con đường nào mà có thể là chọn vẹn cả bao Thì sau cuối cùng là 2022 tôi đã được uh, quý nhân của mình anh chị ha uh, dẫn dắt và cuối cùng đã tìm được con đường cho mình anh chị Thì đến bây giờ sau um, một năm anh chị hơn một năm Ứng dụng thì mọi thứ của Tú hầu như nó rất là trọn vẹn uh, Hầu như rất là trọn vẹn anh chị Từ về tài chính, về kết quả kinh doanh của mình uh, Hay là về tất cả những mục tiêu đặt ra anh chị Thì hầu như là mình đều đều đạt được chỉ trừ những mục tiêu nào mà tú không có cảm xúc thôi còn một khi mà cái nào mà tú có cảm xúc nha mà tú xác quyết ở bên trong ấy thì sớm hoặc rất sớm thôi tú không bao giờ nói là sớm hoặc muộn anh chị nha mà đối với tú là chỉ có sớm hoặc rất sớm thôi là cũng sẽ đạt được xác quyết anh chị tú xác quyết xác quyết mà giống như tiếng nói nhỏ nó cũng không có cơ hội không có một cái giây phút nào mà có tiếng nói nhỏ bên trong tú luôn á tú xác quyết tới như vậy anh chị thì khi mà tôi xét quyết như vậy thì sao anh chị không có luật hấp dẫn luật hấp dẫn đúng không ạ à? à, vũ trụ đã thu hút anh cho tú những cái nguồn lực và khi mà nó đến thì sao anh chị tôi nhìn thấy và tôi nắm bắt mình nắm bắt thì sao mình phát triển một cách mạnh mẽ hành động cách mạnh mẽ thì cùng với niềm tin vững chắc anh chị nha thì kết quả tôi đạt được rất là ngọt ngào luôn nhưng mà chiếc máy bay ấy anh chị nếu mà thời điểm đó mà tôi ngừng ở cái độ cao là đang vượt qua tầng mây để chấp nhận mức thu nhập vài trăm và với cái kết quả như vậy thôi thì tôi sẽ không thấy được cái bầu trời quả ngọt sau cái tầng mây đó là phía trên là những cái uh, uh, những cái một cái bầu trời không gian bao la rất là rộng lớn dành cho máy bay bay nhưng mà thời điểm đó tôi bỏ cuộc anh chị nhưng mà cuối cùng vậy tôi đã không có dừng lại ở cái mức đó cái kết quả đó anh chị mà luôn đặt câu hỏi cho mình là còn cách nào tốt hơn không điều này đến chắc chắn giúp mình thành công trong cái điều này nó có cái cơ hội nào dành cho mình hay không và cuối cùng bởi vì cái mong muốn của mình anh chị bởi vì cái khát khao của mình thì tôi cũng đã gì, có được những cái uh, mục tiêu cũng như cái kết quả gọi là gì rất là ngọt ngào anh chị ha tại nên các anh chị cũng hãy như vậy ha chúng ta hãy xác quyết với chính mình đi ạ là mình làm được thì tự dưng bên trong của mình anh chị nó sẽ có gì bên trong của mình nó sẽ có cái cách để mình đạt được luôn nó sẽ tìm đủ mọi cách anh chị hãy gõ cửa sẽ mở anh chị ha hãy tìm thì sẽ thấy à, còn nếu mình bảo là mình không làm được thì sao thì chắc chắn là 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 uh, tìm thức của mình ấy nó khi mà mình nói mình không làm được thì bản thân của mình bên trong đã có cái suy nghĩ là không làm được rồi thì mình sẽ giờ không có muốn kiếm tìm nữa không có muốn làm gì hết tại vì có làm thì cũng đạt được đâu mà làm làm gì cần gì phải cố gắng tại vì có cố gắng có nỗ lực đi chăng nữa hành động đi chăng nữa cũng cũng có kết quả đâu thôi làm làm gì và nếu mà mình có hành động nha thì hành động cũng không được mạnh mẽ đâu anh chị hành động trong sự nghi ngờ hành động trong gì ạ trong nghi ngờ tại vì mình nói mình nói là chắc chắn là có làm cũng không, không có đạt được đâu đó giờ vì sao mà mình cần phải hình dung tưởng tượng anh chị là mình đã đạt được cái mục tiêu của mình rồi để mình có được cái mức năng lượng đỉnh cao để mình có cái hành động Một cái hành động mạnh mẽ anh chị nha Hành động trong cái niềm tin Có một cái sự chắc chắn 100% Được không ạ? À? Để khi đó gì ạ? Khi mà các anh chị giờ Gọi là mình tin, mình tưởng tượng là Mình đạt được rồi ấy, Thì tâm trí của mình nó sẽ hướng về Nó tập trung tìm kiếm những cái nguồn lực Thu hút cho các anh chị những cái nguồn lực Giúp anh chị đạt được cái mục tiêu Tâm trí của mình đỉnh lắm anh chị nha Ngày nào anh chị biết không ạ? À? À, ngày nào tôi cũng biết ơn tâm trí của mình Lúc nào tôi cũng nói như vậy nè. À, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn Vì uh, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn Tìm thức của vũ trụ Vì cho tôi một cái uh, uh, Bộ óc thiên tài anh chị Và một cái tài năng sức chúng uh, Để tôi có thể uh, giúp thật nhiều người uh, Và trao giá trị thật nhiều người Cũng như giúp cho bản thân của mình và gia đình của mình Theo dõi cuộc sống Trở nên thành công hơn thịnh vượng hơn hạnh phúc hơn khỏe mạnh hơn và tốt đẹp hơn thì nào tôi cũng muốn tự khen mình là bóp thiên tài anh chị <laughs> và tài năng xuất chúng anh chị nha ờ, mình phải tự khen mình phải tự biết ơn mình chứ thiên tài thật mà đấy Nên là các anh chị phải tin tưởng về tâm trí của mình nha chợ tin tâm trí mình không bị đỉnh luôn á đỉnh lắm anh chị phải tin tưởng nha nó nó rất là đỉnh nó chỉ nằm trong cái uh, uh, bé bé nằm ở cái gọn gọn ở trên phần đầu của mình thôi nhưng mà sức mạnh của nó có thể là bao quát bao quát rồi giống như anh chị hình dung câu chuyện là những gì anh chị nghĩ nó sẽ gửi thông điệp ra ngoài vũ trụ và sẽ gửi về cho các anh chị món đồ mà các anh chị muốn đó được không ạ à? à, nên bây giờ các anh chị sẽ cùng thực hành với tú nha à, thực hành anh chị là chúng ta hãy lấy danh sách 10 cái điều mà chúng ta mong muốn hôm trước anh chị đã làm bài tập về nhà của ngày số 13 chưa anh chị đã viết ra 10 cái điều, cái điều 10 điều anh chị mong muốn chưa anh chị nào viết rồi và đã làm xong rồi cơm ơn số 10 đi ạ và chút xíu chúng ta sẽ cùng thực hành với nhau anh chị nha đó chính là chúng ta sẽ thực hành gì ạ là mình lấy danh sách 10 điều ra và mình đặt tay phải của mình lên trái tim các anh chị đọc mỗi điều mong muốn đó và mình bắt đầu hình dung tưởng tượng là mình đã đạt được nó rồi. Và sau đó mình dùng cái trái tim của mình, mình gửi cái lời cảm ơn nha dùng trái tim của mình anh chị nha. Cảm ơn, gửi lời cảm ơn bằng sự chân thành của mình. Nhớ là hãy hình dung tưởng tượng mọi thứ xảy ra rồi. Đây là yếu tố rất là quan trọng anh chị. Được không ạ? Và nếu đã thực hiện cái gọi là phương pháp phép màu của trái tim vài lần ấy, chúng ta sẽ cảm nhận được cái chiều sâu cảm xúc gia tăng rõ rệt và đây chính là nhân tố quan trọng nhất khi thực thi lòng biết ơn bởi vì cảm xúc càng sâu sắc thì bạn sẽ càng nhận được nhiều đúng không ạ? Chìa khóa anh chị nhớ anh chị ghi lại tốt cái chìa khóa đi và đóng khung lại nha nếu đã thực hiện phương pháp của trái tim vài lần bạn sẽ cảm nhận được chiều sâu của cảm xúc gia tăng rõ rệt. Và đây chính là nhân tố quan trọng nhất khi thực thi lòng biết ơn. Bởi vì cảm xúc càng sâu sắc thì bạn sẽ càng nhận được nhiều. Nha anh chị nha, đóng khung lại. Và những cái tín hiệu anh chị, vật lý đầu tiên cho thấy bạn đã gia tăng được chiều sâu cảm xúc của mình nè. Đó là bạn sẽ cảm thấy sự rung động ở cái vị trí trái tim hoặc cảm thấy một cái làn sóng vui vẻ lan tỏi trong cơ thể của mình hoặc là bạn có thể cảm thấy chảy nhúc mắt đó tôi chảy nhúc mắt đó anh chị là có cảm xúc mà đó hay là còn nổi da gà nữa nhưng cái điểm chung ở đây là bạn sẽ cảm thấy được cái sự bình yên và hạnh phúc sâu sắc mà từ trước đến nay chưa từng có cái lúc mà tôi hình dung cái điều đó anh chị cũng không biết sao đó rất là bất lực anh chị nha nhưng vẫn cảm thấy bình an không biết tại sao nữa Tự nhiên mà hình dung tại vì Tú sử dụng phương pháp gì ạ? Hình dung tưởng tượng trong quyển sách gì ạ? Sức mạnh tiềm thức. Dựa vào ghế bành đó. Xong mà hình dung mọi chuyện đã được sắp xếp trong trật tự linh thiêng anh chị. Trước đó là chưa có biết quyển sách phép màu đâu nha. Tú ứng dụng những cái phương pháp kỹ thuật trong quyển sách uh, sức mạnh tiềm thức anh chị. Dựa vào ghế bành. Xong rồi thả lỏng cơ thể. Và hình dung tưởng tượng là mục tiêu đã hoàn thành rồi. Lúc đó tôi hình dung tưởng tượng là gì ạ? Vừa có tài chính, mối quan hệ vừa ok Sức khỏe cũng có ờ, Có 3 vòng 85, 65, 95 Đấy Xong rồi có cơ nè anh chị Có bụng nè Rồi các cái cơ trên Tại vì tôi biết là là mình phải có cơ Thì những cái xương của mình nó sẽ khỏe lên anh chị Thời điểm rất là khao khát Rồi mình có thời gian mình relax nè Mình dành thời gian cho gia đình của mình nè rồi Dành thời gian cho những cái mối quan hệ tuyệt vời của mình nè chứ mà ngày trước những quý nhân của tú muốn gặp tú khó anh chị không biết sao quý nhân của mình mà gặp mình khó mình cứ tưởng là mình gặp quý nhân của mình thì khó nhưng không quý nhân mình gặp mình mới khó không có thời gian quá anh chị ha nhưng bây giờ thì thời gian thoải mái lắm anh chị cứ thích là, là là, là là gặp thôi quan trọng là cái thời gian công việc mình thu xếp thôi anh chị chứ ngày trước là coi như là kính lịch rồi coi như là chắc là năm gặp một lần <laughs> năm gặp một lần anh chị gặp trong trong gì anh chị phải không tất niên gặp dịp tích niên quý nhân á may là quý nhân mình gặp năm lần đó chứ mà không phải quý nhân bạn bè bình thường chắc khỏi gặp luôn không có thời gian mà nên lúc đó khao khát mà chảy nước mắt anh chị chảy nước mắt theo kiểu là mình hình dung là mình mình đạt được rồi á được không ạ à? nên là anh chị thấy là khi mà mình mình có những cái cái tín hiệu như vậy ha thì đó chính là chúng ta có cảm xúc thật rồi đó và cái điểm chung ở đây là mình đều cảm thấy bình an và hạnh phúc ha mà từ trước đến giờ mình chưa có còn nếu bây giờ mình tự dưng ha mình thấy lo lắng mình hồi hộp ví dụ bây giờ anh chị nào mà chúng ta hay ở trong cái trạng thái là mình có cái chuyện đó không vui nó làm cho mình không có được thoải mái thì các anh chị hãy chuyển sang lòng biết ơn vậy Tôi hay nói với các anh chị hãy chuyển từ trạng thái lo lắng sang biết ơn hãy chuyển từ kỳ vọng sang biết ơn anh chị ha để bên trong mình cảm thấy bình yên vui vẻ hạnh phúc đủ đầy mình cảm thấy được cái sự vui vẻ bên trong cái cơ thể của mình anh chị. Thì đó mới là có cảm xúc nha. Còn nếu mà biết ơn xong mà mình cảm thấy bên trong mình nó vẫn hồi hộp, vẫn lo lắng, vẫn bồn chồn là hiểu rồi đó. Hiểu suy nghĩ nào đang thắng thế rồi đó. Tại vì suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc mà, cảm xúc thì tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả mà anh chị. Vậy thì nếu như suy nghĩ của mình ấy nó không tạo ra cái cảm xúc mà cái cảm xúc mà mà mình bình yên ấy thấy hạnh phúc ấy, vậy thì suy nghĩ đó là nó gì ạ? À? Một là nó không có được tích cực là mình đi hướng về cái hướng suy nghĩ kia hai là mình mà không có cảm xúc gì hết thì là suy nghĩ đó nó không có thật. Là bên trong của mình không có tin, mình thực thi mình thực hành cái phương pháp này. Nhưng mà bị bên trong tâm trí mình suy nghĩ như vậy nè. Trời biết cái này có được hay không ta. Thì khi mình không tin thì mình sẽ không có cảm xúc đâu ạ. À. Quy luật của cuộc sống anh chị là quy luật của niềm tin khi mình tin cái gì thì cái đó nó sẽ xảy đến với cuộc đời của mình y chang như vậy nên thành ra anh chị nha nếu mình sống mà mình không có niềm tin ấy mình cứ suy nghĩ là mình anh chị cứ suy nghĩ là mình không có tin ấy thì nó sẽ dẫn tới cái câu chuyện là cảm xúc của mình không có tại vì không tin mà không có tin thì mình sẽ không có năng lượng anh chị và không có năng lượng thì mình sẽ không gì à? không muốn tìm kiếm gì hết và mình cũng sẽ không hành động gì hết tại vì có làm đâu hành động giờ có làm làm có được đâu hành động làm gì? Hành động cũng không có kết quả đâu khỏi làm. Khỏi hành động anh chị ha. Còn những cái suy nghĩ nào mà nãy giờ các anh chị mà mà Tú nói hồi nãy anh chị. Cái suy nghĩ nào mà các anh chị dẫn cho anh chị những cái cảm xúc như là gì Tự nhiên bên trong mình nó rung động ở cái vị trí trái tim nè. Lan sóng vui vẻ tỏ, lan tỏ khắp cơ thể nè. Chạy nhúc mắt nè, nổi da gà nè. Thì nó sẽ dẫn tới cái hành động cực kỳ mạnh mẽ anh chị nha. Đây là những cái dấu hiệu cảm xúc thật nó sẽ dẫn tới những cái hành động mạnh mẽ và hành động chúng ta hành động trong niềm tin là mình có thể làm được và tất cả mọi thứ sẽ được dẫn dắt trong một trật tự linh thiêng và mình sẽ có kết quả anh chị. Được không ạ? À? Rồi bây giờ các anh chị sẽ cùng với Tú thực thi phương pháp nhiệm màu ngày số 20 nha. phép màu của trái tim Thứ nhất cảm thấy mình thật hạnh phúc Viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc 10 điều hạnh phúc nha Chứ phải là 10 điều anh chị mong muốn Nên là nãy có một số anh chị là cứ nhớ số 10 Là cứ nói bài số 1 thôi Nên tự nhiên cứ nghe cái số 10 Cứ nhớ bài số 1 à Có nhiều cái số 10 mà anh chị à, Chúng ta Học cho kỹ nha Chứ không ứng dụng nhầm cái này và cái kia Kết quả không có Xong mà đổ thừa công thức đi nha anh chị viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc viết lý do tại sao mình cảm thấy biết ơn đọc lại danh sách và với mỗi điều hạnh phúc hãy nói cảm ơn cảm ơn cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với điều đó hai tập trung tâm trí và sự chú ý của bạn vào khu vực gần trái tim ba nhắm mắt lại tiếp tục tập trung đầu óc vào trái tim sau đó nó từ nhiệm màu trong tâm trí cảm ơn 4. Lấy danh sách 10 điều mong muốn ra và thực hiện phương pháp phép màu của trái tim bằng cách đọc mỗi điều nhắm mắt lại tập trung tâm trí vào khu vực trái tim tâm trí nha vào khu vực trái tim nha và nói từ nhiệm màu một lần nữa cảm ơn thật chậm rãi năm trước khi đi ngủ hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành thử anh chị nha Cùng nhau thực hành thử không ạ. À. Rồi các anh chị à, tay trái tay phải của mình đâu ạ? À? Ừ. Rồi các anh chị mình cùng đặt lên uh, trái tim của mình đi anh chị. Đặt trái tim của mình ha. Ừ. Tim mình nha. Phải tim người kế bên nha. Và sao ạ? À, đặt uh, tay phải lên trái tim của mình. Cảm nhận nha anh chị. Cảm nhận. Và hãy dùng trái tim của mình nói từ cảm ơn. Được không ạ? À? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhắm mắt lại anh chị. Và anh chị hãy đặt tay lên trái tim của mình nha. Hãy dùng trái tim của mình nói lời cảm ơn. Được không ạ? À? Rồi, rất là tuyệt vời anh chị nha. Cảm ơn tất cả anh chị ạ. Và trong số anh chị là lần đầu tiên cảm nhận <laughs> tim mình đập đâu ạ. À? Sau nhiều năm anh chị. Chứ giờ có hay hay đặt tay lên trái tim mình không? Để nghe nhịp đập của anh chị. Tự nhiên hôm nay thấy yên tĩnh đúng không? Thế xong rồi như mình nghe tiếng đập bình bịch. <laughs> Mà anh chị biết không là Uh, trái tim mình đã đập liên tục kể cả lúc kể cả lúc mình không biết luôn á trong lúc mà kể cả anh chị không biết nó vẫn đang đập kể cả những lúc mà chúng ta uh, không được vui nó vẫn đang đập đúng không ạ nó vẫn đập liên tục trong hành trình những năm vừa qua đó nhưng mà chúng ta chưa bao giờ gọi là dành thời gian để cảm nhận đúng không anh chị Và khi mà các anh chị đặt tay trái tim của mình thì mình thấy một cái sự bình an nó gọi là Nó kỳ lạ lắm Và khi mình dùng trái tim của mình Mình nói là cảm ơn anh chị Mình cũng thấy hạnh phúc hơn Và bình an hơn đúng không ạ Trước giờ mình cứ tưởng đâu là Để có được hạnh phúc anh chị hay là mình phải gì Là nó phải là cái đó rất là cao Xa Phải là cái đó thế này thế kia Phải thành công phải giàu có Phải đạt được cái này cái kia mới hạnh phúc anh chị Nhưng mà khi mà uh, Mình đọc nguyên sách phép màu anh chị thì mình mới nhận ra rằng là gì Bây giờ có thể là gì mình có thể hạnh phúc trong từng cái bước chân của mình. Và mình có thể hạnh phúc trong từng cái giọt nước mà mình uống. Hạnh phúc trong từng cái bữa ăn của mình. Hạnh phúc trong gì Cái công việc mình làm. Được không ạ? Và chúng ta sẽ tận hưởng một cái hành trình hạnh phúc từ đây đến suốt cuộc đời này nếu chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng và rèn luyện À, lòng biết ơn anh chị nha, đúng rồi ngày trước mình cứ tưởng hạnh phúc là do người khác mang lại anh chị, mình giao cái chìa khóa hạnh phúc của mình cho người nào ấy, xong rồi gì, phải có họ mới thấy vui, không có họ không thấy vui, họ phải khen mới mình mới thấy vui, mà họ không khen là mình sẽ thấy gì, vậy? thấy tuổi thân. À, nhưng mà khi mà mình vậy, mình biết cái điều này anh chị, mình cảm thấy rằng là gì, okay. khi bạn cảm thấy hạnh phúc thì cả thế giới xung quanh của bạn cũng sẽ thay đổi theo anh chị. À, và anh chị biết không ạ? Ngày trước ấy là à, tú cũng uh, là mình hay suy nghĩ không có được tích cực ấy, không có được tích cực anh chị. Thì mình hay nghĩ rằng khi mình gặp một cái thách thức của anh chị nha, là mình cứ nghĩ rằng là cái thách thức này là cả vũ trụ ấy, giống như là tạo ra dành riêng cho mình ấy. Dành riêng cho mình thôi. Nhưng mà sau này khi tôi đọc sách anh chị nha, phát triển bản thân lên. Thì anh chị ơi, tôi mới nhận ra rằng là không có một cái thử thách nào hay một cái khó khăn nào mà được cá nhân hóa tên của mình hết trơn ấy. Cá nhân hóa tên là gì anh chị biết không? Là gì? Nghĩa là chỉ dành riêng cho mình thôi. Only only me thôi. À, nhưng mà khi mà tôi với chị mình, mình lên mình nhận ra rằng là gì? Còn cái cái điều mà chúng ta đang gặp anh chị thì có thể cũng rất nhiều người kia họ đang gặp phải. Khi tại vì khi mà tôi đọc một cái câu nói của ngài Jim Rohn nói anh chị. À, ngài có nói rằng là gì à, không có cái điều gì mới mẻ dưới ánh mặt trời này khi đó tôi mới hiểu rằng là gì à, cũng không có một cái khó khăn hay thử thách nào dành riêng cho mình hết trơn ấy. mà tất cả đến là để giúp cho mình thành công hơn anh chị để giúp cho mình gì nhắc nhở mình là hãy phát triển hơn nữa đi nhưng bây giờ mình gặp cái thử thách anh chị ha mà chúng ta đang cảm thấy là không có được thoải mái không có được bình an không có được dễ chịu thì các anh chị có nhớ là mình sử dụng phương pháp nhiệm màu ngày sau mấy không ạ? ngày số mấy anh chị ơi để mình có thể gì à, biến những điều không thuận lợi thành thuận lợi các anh chị hãy sử dụng ngày số 7 nè hoặc ngày số gì danh sách nhiệm màu anh chị nha anh chị nha và chúng ta đừng chúng ta chỉ có thể bắt đầu sử dụng những phương pháp này khi và chỉ khi chúng ta nhận ra rằng là chúng ta không phải là nạn nhân trên trong cái thế giới này anh chị chúng ta không phải là nạn nhân trong cái thế giới này và đừng nghĩ rằng là những điều mình đang gặp phải là cả thế giới này là không ai gặp hết và mình cảm thấy tuổi thân thúc thích sao mà khóc thúc thích anh chị không phải đâu mà những điều mà chúng ta đang gặp phải theo anh chị những cái người thành công họ có trải qua chưa có anh chị nha tại vì đây là cái hành trình thành công mà ai cũng phải đi qua hết giống bây giờ đi lên đi lên ví dụ từ quận từ quận hai của tối đi đi lên quận nhất thì 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 có mấy con đường có nhiều đường không anh chị đi hầm cũng tới đi cầu thủ thiêm cũng tới đi cầu sài gòn cũng tới phương tiện có không có hành trình cái hành trình đi sẽ khác nhau nhưng cái điểm đến là cái nơi đó thì chắc chắn là trên hành trình này đi anh chị ha ví dụ như trên cái hành trình từ từ quận 2 sang bên đó đi mình thấy cây cỏ không mà có có đường nào không có cây đâu rồi thấy những người mà họ bán hàng rong có không có xe máy có không có ô tô có không có ủa cái hành trình đó cái đường đó là phải là cá nhân hóa tên cho mình anh chị đi, đi đâu mà anh chị bảo là nguyên cái con đường như có mình tôi đi à nên là không ai gặp chuyện giống như tôi hết trơn ấy không có anh chị nha cái con đường mà 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 từ quận 2 lên trên đó á, thì cũng có ô tô cũng có xe máy cũng có xe container xe nào không có hết trơn ấy cây có không có người bé hàng rong có không có mấy anh uh, mặc áo vàng có không có hết luôn nên chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ rằng là cái hành trình các anh chị đi là được vũ trụ cá nhân hóa rồi nên là hành trình mình sẽ khó hơn người khác và hành trình của mình là gì gian chung hơn rồi thế này thế kia thì khi đó chúng ta sẽ không có cái gì cái sự thay đổi và chúng ta không có cái quyền để mà khi mà các anh chị rơi vào trạng thái nhà nhân nhân là chúng ta sẽ không có cái quyền năng để thay đổi cuộc đời của mình đâu nên một trong những cái tư duy anh chị mà chúng ta còn phải tốt nghiệp và chúng ta cần phải có và phải gì gọi là phải biến nó trở thành cái gốc rễ của mình luôn ấy là chịu trách nhiệm 100%. Chịu trách nhiệm 100% anh chị nha. Với tất cả mọi thứ đến với cuộc đời của mình là do mình gọi đến. Khi chúng ta chấp nhận như chấp nhận cái điều đó anh chị. Chúng ta sẽ có cái thái độ đúng hơn đối với từng sự việc đến với cuộc đời của mình. Và chúng ta biết được rằng a à, thì ra nó đến là bởi vì sao? Cái level, cái mức độ của cái sự thử thách đó Nó là level số 10 Mình đang ở số 5, mình thấp hơn nó nên việc của mình phải phát triển ở level 1 là lên 10 hoặc là 2 là mình phải lên 11 để mình cao hơn nó. Mình sẽ thấy rất là nhẹ nhàng anh chị. Chứ bây giờ nằm ở đó xong rồi lăn lê bồi trường xong nhảy đành đạch đành đạch. Khóc rồi ai ra dỗ. Ngày xưa đòi mua quà, mua bánh, mua đồ chơi, khóc của bố mẹ dỗ. Giờ ra đời ai dỗ anh chị. Đúng không ạ? À? Chúng ta phải gì à? phải có cái cái suy nghĩ như thế anh chị là mình cần phải có tinh thần chịu trách nhiệm. À, đối với những cái sự việc đến với cuộc đời của mình thì khi đó anh chị mới có cái quyền năng theo dõi được cuộc đời của mình, được không ạ? À? Và khi anh chị biết điều đó anh chị anh chị bắt đầu phát triển lên theo dõi lên ấy thì mình sẽ thấy rằng cái hành trình của mình ấy khi mà chúng ta bắt đầu nuôi dưỡng lòng biết ơn anh chị càng ngày càng nhiều nha, có điều rất là tuyệt vời luôn. Chìa khóa thành công mà biến cho là giúp cho các anh chị cũng trên cái hành trình hạnh phúc đó, trên cái hành trình đi đến thành công đó của mình. Nó sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều người. Ở ngoài kia chính là chúng ta biết về lòng biết ơn. Cái gì có trong đầu của anh chị. Những cái gì mà các anh chị suy nghĩ trong tâm trí. Ấy, nó sẽ được gửi ra ngoài vũ trụ. Và nếu chúng ta luôn nuôi dưỡng những điều tốt đẹp. Thì trên hành trình anh chị đi. Ấy, đi đến thành công cũng là cái hành trình đó đi đến thành công. Nhưng những cái người họ không có lòng biết ơn. Mà họ không biết ứng dụng lòng biết ơn. Ấy, thì cái hành trình đó họ rất là duyên cho anh chị rất là thử thách rất là nhiều những cái điều mà không được thuận lợi và họ phải vượt hết cái này vượt cái kia và họ phải đủ kiên nhẫn để vượt qua để đi họ đi đến cái đích đến cuối cùng gọi là đi đến cái đỉnh vinh quang thành công của họ anh chị ha nhưng mà chúng ta thì tuyệt vời hơn đúng không ạ là các anh chị biết về lòng giờ nên các anh chị hãy nuôi dưỡng mỗi ngày đi ạ để gì à? phép màu xảy à, đến với cuộc đời chúng ta gì à? liên tục để, Tại vì chúng ta sẽ liên tục thu hút những cái điều tốt đẹp trên hành trình mình đi Thì nó sẽ biến cho chúng ta từ một cái hành trình không được hạnh phúc cũng phải đi đến thành công. Vậy tại sao không chọn cho mình một hành trình hạnh phúc anh chị? Được không ạ? À? Nên hạnh phúc bắt đầu từ mình anh chị. Hãy tự mình. Mình hoàn toàn có thể kiến tạo và biến cái hành trình mình đi trở thành hành trình hạnh phúc. Được không ạ? À? Rồi ok, rất là tuyệt vời anh chị nha. Và chúng ta hãy về và tự thực hành những cái bước còn lại anh chị. Trong cái phương pháp uh, nhiệm màu số 20 nha. Phép màu của trái tim. Hãy nhớ hành lấy danh sách 10 cái điều mong muốn ra và thực hiện phép màu của trái tim nha anh chị nha cảm nhận 10 điều đó và nếu mà các anh chị có những cái cảm xúc những cái tín hiệu vật lý như nổi da gà khóc chảy nước mắt hay là bên trong có một cái luồng năng lượng nó lan tỏ khắp cơ thể của mình thì chúc mừng anh chị nghe anh chị đạt được mục tiêu gọi là sớm hoặc rất sớm anh chị nha. Tại vì Tú là người đã ứng dụng rồi anh chị. Được không ạ? Rồi, rất là tuyệt vời anh chị. Thì đó chính là nội dung mà Tú chia sẻ các anh chị trong cái buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Hẹn gặp tất cả anh chị vào 20 giờ tối ngày mai. Và các anh chị sẽ cùng về với những học tập của mình để mà chúng ta đặt hẹn vũ trụ anh chị nha. Và nhớ rằng là đặt hẹn vũ trụ cũng phải nghiêm túc anh chị. Còn nếu mà đặt hẹn vũ trụ mà chúng ta biết cho có viết biết không có cảm xúc ấy thì ngày mai nó không ra đâu. Ok đúng không ạ? Rồi rất là tuyệt vời. Xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị vào 20 giờ tối ngày mai. Và giờ, cảm ơn tất cả anh chị đã đồng hành cùng tú trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc tất cả anh chị dạ, ngủ ngon cho mấy niệm thành công, giàu có, hạnh phúc trong vẹn. Được không ạ? À? Rồi xin chào hẹn lại. Bye bye. I love you.